23 tháng 5 năm 2021, Ngày hội của Toàn dân và Cử tri Lai Châu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, đồng thời sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ta chọn người thật đúng, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 18 tháng 3, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện một số bộ ngành Trung ương. Tại điểm cầu của tỉnh Lai Châu, dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, các bộ ngành đã có khoảng 461 mô hình sáng kiến cải cách hành chính. Các tỉnh có khoảng 6.124 mô hình sáng kiến cải cách hành chính. Trung bình mỗi năm, mỗi tỉnh có hơn 16 mô hình sáng kiến. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã quyết liệt chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và đạt được một số kết quả nhất định. Hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ về cải cách hành chính của tỉnh đã hoàn thành, không chỉ tập trung vào việc công khai minh bạch mà còn tập trung vào cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động chỉ đạo điều hành được tăng cường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề xuất với Chính phủ tăng cường tích hợp các phần mềm dữ liệu để đảm bảo an toàn thông tin, đầu tư hạ tầng viễn thông cho tỉnh để tạo tính đồng bộ nhằm giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, người dân và doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng gắn kết chặt chẽ với xây dựng chính phủ điện tử và thực hiện kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính điện tử. Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa toàn bộ các quy định liên quan đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tháo gỡ mọi rào cản, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 1187 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương và các cơ sở sau đây. Dân số của từng đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu, xác định theo số liệu thống kê dân số do cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố tại thời điểm gần nhất tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Việc xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu căn cứ vào văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính căn cứ vào quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương.
Đối với cấp tỉnh, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối đa là 2 người. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ trưởng ban, phó trưởng ban ở mỗi ban của Hội đồng Nhân dân tối đa là 2 người. Đối với cấp huyện, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối đa là 2 người. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ trưởng ban, phó trưởng ban ở mỗi ban của Hội đồng Nhân dân tối đa là 2 người. Đối với cấp xã, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là 1 người. Hiện nay, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh quản lý 4 khu, bao gồm khu hợp khối, khu trung tâm hội nghị văn hóa, tượng đài, khu các đơn vị sự nghiệp, khu nhà công vụ, nhà khách Hương Phong, với 40 đơn vị các cơ quan ban ngành của tỉnh làm việc. Để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tại trung tâm, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 160 người là các cán bộ công chức viên chức của các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và đội ngũ bảo vệ tại trung tâm. Hàng năm, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh thường xuyên cử các cán bộ trong đội phòng cháy chữa cháy tham gia các lớp tập huấn và diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ kiểm tra các thiết bị để kịp thời phát hiện xử lý bổ sung các thiết bị chữa cháy nhằm đảm bảo phục vụ tốt khi có sự cố cháy xảy ra. Hiện nay toàn tỉnh có trên 7.800 ha chè, trong đó diện tích chè kinh doanh trên 4.700 ha, sản lượng chè búp tươi trong quý 1 năm 2021 ước đạt 2.600 tấn, tăng 1.300 tấn so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng chè búp tươi ước tăng là do diện tích thu hái chè búp tươi tăng so với cùng kỳ. Người dân thực hiện đốn chè theo đúng thời gian quy định. Cùng với đó, công tác chăm sóc được người dân quan tâm đầu tư mua phân bón, chăm sóc chè sau đốn cành để cây chè có đủ dinh dưỡng nuôi thân tạo búp. Bên cạnh đó, thời tiết đầu xuân thuận lợi để sinh trưởng phát triển và tạo búp chè xuân chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, gần 5 năm qua, trường Trung học cơ sở thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ đã triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, sáng tạo và đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng gắn với các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Qua đó tạo động lực để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là một đảng viên, cũng là một giáo viên với gần 20 năm kinh nghiệm, thời gian qua cô giáo Đỗ Thị Phượng đã đăng ký cam kết học bác bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Suốt thời gian công tác, cô Phượng đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp và tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, giúp các em học sinh dễ học, dễ hiểu bài. Nhờ đó, chất lượng bộ môn văn do cô đứng lớp hàng năm luôn đạt cao. Bản thân cô đã 2 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Thực hiện cái chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân tôi là một giáo viên dạy học trong nhà trường, chúng tôi bản thân luôn cố gắng để tu dưỡng đạo đức và trau dồi chuyên môn, cố gắng là truyền đạt tất cả những nội dung kiến thức tới học trò. Trong quá trình giảng dạy thì tôi thường xuyên học tập để tự học tập để nâng cao chuyên môn. Trường Trung học cơ sở thị trấn Sìn Hồ có 11 lớp học với 422 học sinh, tăng 27 học sinh so với năm học trước. Trường hiện có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 17 đảng viên. Gần 5 năm qua, việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã được cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc. Qua học tập và làm theo bác, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, tác phong làm việc khoa học và hiệu quả hơn, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên qua từng năm. Hiện nhà trường có 24 giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh 5 đồng chí, cấp huyện 9 đồng chí. Kết thúc học kỳ 1 vừa qua, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt gần 63%. Trong đó, học sinh giỏi cấp trường 75 em, tăng 4 em so với cùng kỳ năm trước. Số học sinh bỏ học giữa trường giảm hẳn, tỷ lệ chuyên cần đạt trên 99%. Qua cái việc học tập thì để cho mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên tự soi mình, và tự thấy là rằng là mình đã
làm được những việc gì và chưa làm được những việc gì để có cái hướng điều chỉnh để làm tốt hơn cái thực hiện nhiệm vụ hàng năm của nhà trường. Cùng với việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên cam kết thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban giám hiệu nhà trường còn yêu cầu các thầy cô giáo tích hợp, lồng ghép giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể các em học sinh trong các môn học, bài học phù hợp, nhất là các môn như ngữ văn, giáo dục công dân, lịch sử. Từ đó tạo động lực để các em quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Cháu đã thực hiện tốt là 5 điều Bác Hồ dạy. Còn ở lớp thì các bạn cùng cháu luôn cùng đoàn kết, cùng nhau tiến bộ trong học tập. Như nếu có bài khó thì chúng cháu sẽ cùng nhau giải đáp các thắc mắc. Các thầy cô cũng rất là tận tình, tâm huyết để dạy cho chúng cháu bài học hay ạ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác phát triển rừng và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021, xã Trung Trải, huyện Nậm Nhùn đã tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Trong đó, xã đã tăng cường các hình thức tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến từng cơ quan đơn vị chủ rừng và người dân sống canh tác trong rừng và gần rừng, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức và mọi người dân về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Là một trong những bản có diện tích rừng lớn nhất xã Trung Trải và giáp danh với nước bạn Trung Quốc. Chính vì thế, việc bảo vệ rừng được người dân bản Nậm Xẻ đưa vào quy ước hương ước của bản. Đồng thời, vào thời điểm mùa khô có nguy cơ cháy rừng cao vì người dân đi đất nương phải báo cho trường bản. Sau đó, trường bản cử một nhóm trong bản làm nhiệm vụ kiểm soát quản lý. Trường hợp cháy lan sang bìa rừng sẽ kịp thời có biện pháp ứng phó. Qua đó, đã nhiều năm nay, diện tích rừng của bản được bảo vệ tốt và không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Chúng tôi cũng cho đổi cho bà con là chỉ là 6 tủ là cũng là lên đỉnh cho đấy. Cá chú cho đấy mà mỗi người trong 6 người đấy phải đi cá một tuần. Thay nhau đi một tuần và cũng lại trong một tủ là đi một tuần. Phải chăng? Là xã vùng cao biên giới của huyện Nậm Nhùn, hiện nay xã Trung Trải có trên 4.000 hectare rừng. Trong thời gian qua nhằm hạn chế tới mức thấp nhất số vụ cháy rừng và những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ngay từ đầu mùa khô, Ủy ban Nhân dân xã Trung Trải đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp bảo vệ rừng và sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Qua đó, xã Trung Trải đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các thôn cùng các chủ rừng chủ động xây dựng kế hoạch phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng từ xã đến bản và thành lập các tổ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng để tổ chức thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Từ đó, xã đã thành lập ban chỉ đạo cấp xã với 27 thành viên, củng cố thành lập được 6 tổ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ của các bản với 298 thành viên tham gia. Ban chỉ đạo các cấp phân công cho các thành viên bám địa bàn, đôn đốc các chủ rừng thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Song song với đó, xã kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng luật các trường hợp vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời biểu dương khen thưởng những tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, xã cũng đã huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức ban ngành đoàn thể và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy phạm, quy trình trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ để chủ động kịp thời khống chế và sẵn sàng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra. Để có cái giải pháp cũng như là định hướng, hướng dẫn bà con nhân dân ở các tổ cũng như là trong công tác quá trình phát nương giấy cỏ thì phải thực hiện tốt công tác báo cáo. Đầu tiên báo cáo lãnh đạo ban chỉ đạo, và thứ hai nữa là sau khi được nhận thông báo thì các đồng chí được phụ trách tại các cái tổ, đặc biệt là cán bộ công chức được phân công phụ trách là trực tiếp cùng bà con nhân dân thực hiện việc là phục, sau khi đốt xong là phải phục những cái đốm lửa mà còn chưa tắt thì để là đảm bảo cho quá trình chống phòng cháy chữa cháy thì được an toàn. Với biện pháp triển khai nghiêm túc chú đáo, xã Trung Trải đang làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm nay, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Thưa quý vị, thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp quản lý thẻ căn cước công dân, tiến tới xây dựng chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu đã phát động ra quân, quyết tâm phấn đấu thực hiện cấp hơn 300.000 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn theo kế hoạch của Bộ Công an giao. Thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, còn gọi là thẻ căn cước điện tử. Đây là loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có thể đóng vai trò thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Có giá trị chứng minh về căn cước công dân và cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ vốn đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau. Thẻ này sẽ lưu trữ những đặc điểm nhận dạng bằng hình ảnh, vân tay và sinh trắc học. Qua đó có thể phòng tránh được việc các loại giấy tờ bị giả mạo cũng như chi phí cho việc công chứng giấy tờ truyền thống, tạo sự thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ trực tuyến của chính phủ. Từ cuối tháng 1 năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip thay cho căn cước công dân mã vạch. Đối với Lai Châu, chỉ tiêu được giao xác định là khá cao và khó thực hiện bởi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trở ngại. Và cá biệt vẫn còn một bộ phận quần chúng nhân dân thì cũng chưa hoàn toàn hợp tác với lực lượng công an khi mà triển khai hai dự án này. Cái vấn đề thứ ba là trong cái tình hiện nay, cái dịch bệnh COVID cũng còn đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Và cái thứ tư, cái khó khăn về mặt chủ quan của chúng tôi ấy, đó là hiện nay là lực lượng công an thì cũng rất là mỏng. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra, Công an tỉnh đã bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực và tiến hành tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện dự án. Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, tiếp nhận trang thiết bị phục vụ công tác. Đã triển khai 18 tổ cấp căn cước công dân, trong đó Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Lai Châu 2 tổ, Công an cấp huyện mỗi đơn vị 2 tổ. Lực lượng mỏng, phương tiện thiếu, địa hình khó khăn, các tổ đã phải thực hiện nhiệm vụ 15 giờ trên ngày, chia thành 3 ca vào tất cả các ngày trong tuần tại trụ sở đơn vị, tổ dân phố, bản. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an các huyện, thành phố xây dựng phương án làm căn cước công dân cụ thể, chặt chẽ. Thông báo đủ số lượng công dân đến làm trong một ngày, phải mang theo khẩu trang và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Để đạt được tiến độ thì bây giờ phòng PC06, phòng quản lý hành chính và công an các huyện thành phố đã phải thực hiện là theo chỉ đạo là sẽ các cái tổ lưu động sẽ phải làm việc 15 giờ trên ngày. Và như vậy thì các đơn vị sẽ phải tập trung trưng tập các lực lượng khác đấy cho các cái tổ này và sẽ tiến hành làm 3 ca, tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân hiểu được cái tầm quan trọng cũng như là cái sự thuận tiện khi mà chúng ta cấp cái căn cước công dân mà sử dụng chip. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cùng với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ công an đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng và ghi nhận đánh giá cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trên mạng mình có rất nhiều người chưa có chứng minh thư là mình cũng bảo là mình cũng dụng mọi người ra đây lại làm, nhưng mà bọn họ nói là không, để sau nó bảo họ mới làm, cho nên mình mới sớm đây lại làm. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu nhận hơn 10.000 hồ sơ cấp căn cước công dân. Để thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu được giao, đòi hỏi mỗi cán bộ công an của tỉnh phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa. Cùng với đó là sự đồng hành của nhân dân trên địa bàn tỉnh.